Thưa quý vị, thưa các bạn, cơ khí là ngành công nghiệp nền tảng có vị trí quan trọng trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước. Tuy nhiên, so với yêu cầu, tiềm năng, lợi thế và những kết quả đạt được của ngành cơ khí trong thời gian vừa qua chưa được như mong muốn và mục tiêu đề ra. Do đó, tại quyết định số 319/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam, cơ khí được coi là ngành công nghiệp nền tảng với trọng tâm phát triển phục vụ sản xuất nông nghiệp, ô tô, thiết bị công trình công nghiệp, thiết bị điện và công nghiệp hỗ trợ. Theo các chuyên gia, ngành cơ khí Việt Nam thời gian qua phát triển chưa được như mong muốn và mục tiêu đề ra là do còn tồn tại nhiều hạn chế. Hạn chế thứ nhất là hiện nay ngành cơ khí Việt Nam khá đa dạng về sản phẩm, tập trung chủ yếu ở 3 phân ngành bao gồm xe máy và phụ tùng linh kiện xe máy, cơ khí gia dụng và dụng cụ, ô tô và phụ tùng ô tô. Tuy nhiên, các sản phẩm này đang phải cạnh tranh ngày càng gay gắt với sản phẩm nhập khẩu. Việc mở rộng thị trường vẫn còn nhiều khó khăn do thiếu thông tin và năng lực cạnh tranh trong nước chưa đủ mạnh. Ngay cả tại thị trường nội địa, các doanh nghiệp cơ khí cũng khó tham gia được vào các dự án đầu tư lắp đặt trang thiết bị cho các ngành thép, hóa chất, năng lượng. Hạn chế thứ hai là về trình độ khoa học. Các doanh nghiệp cơ khí thiếu đầu ra cho sản phẩm nên không có cơ hội tích lũy và đầu tư đổi mới công nghệ. Thứ ba là hạn chế về nguyên phụ liệu cho ngành cơ khí, chủ yếu là sắt thép và các loại hợp kim màu. Tuy nhiên, hầu hết các nguyên phụ liệu này trong nước chưa sản xuất được nên phải nhập khẩu. Tiếp đến là nguồn nhân lực ngành cơ khí nhìn chung còn thiếu và còn yếu, cả về số lượng và chất lượng. Thực trạng cơ khí Việt Nam là cho thấy rằng chúng ta đang chịu một cái áp lực cạnh tranh ngay trên sân nhà, cũng như là cạnh tranh rất lớn trên thị trường quốc tế. Thế thì bây giờ cơ khí Việt Nam lại gặp một cái thời gian gọi là thế giới đang biến chuyển rất mạnh về công nghiệp 4.0. Cho nên là anh em sản xuất trong ngành cơ khí của chúng tôi đang rất trăn trở và muốn rằng có một hệ thống chính sách đồng bộ để cho cơ khí Việt Nam có thị trường, có đơn hàng. Thì tức là các doanh nghiệp sẽ tìm cách đầu tư đổi mới trang thiết bị công nghệ để hội nhập với cái quá trình sản xuất công nghiệp cơ khí của quốc tế. Ngành cơ khí trong nước đang còn rất nhiều vấn đề cần giải quyết trong bối cảnh thế giới đang nhanh chóng bước vào kỷ nguyên công nghệ với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang tiến nhanh như vũ bão. Trước bối cảnh này, các doanh nghiệp đã thống nhất quan điểm chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam trong giai đoạn tới theo định hướng đề xuất của Bộ Công Thương là sẽ tập trung giải quyết triệt để các vấn đề về thị trường, vốn đầu tư, xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ sản xuất và khuyến khích tiêu thụ sản phẩm cơ khí nội địa, cũng như có chính sách hỗ trợ phát triển cơ khí theo hướng áp dụng công nghệ cao, ngành công nghiệp phụ trợ. Đồng thời, thúc đẩy liên kết doanh nghiệp thông qua các chương trình kết nối kinh doanh giữa doanh nghiệp trong nước và các doanh nghiệp lớn trên thế giới trong chuỗi giá trị để tiếp nhận công nghệ và tiêu chuẩn hóa sản phẩm. Về cái việc phát triển của cái ngành cơ khí Việt Nam trong cái bối cảnh hội nhập và cách mạng công nghiệp 4.0, chúng ta phải đưa ra vấn đề là Việt Nam cần làm gì để phát triển ngành cơ khí. Và chúng ta cần tập trung đề xuất định hướng giải pháp cụ thể để tháo gỡ những cái khó khăn và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thúc đẩy phát triển của ngành cơ khí Việt Nam trong thời gian tới. Trong đó là chú trọng tính hiệu quả, khả thi và như tôi đã nói là nó phải phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam. Trước những điểm nghẽn đang khiến cho ngành cơ khí nhà nước phát triển ì ạch và có nguy cơ khó bắt kịp với cách mạng công nghiệp 4.0, giới chuyên gia trong ngành cho rằng trong chiến lược phát triển ngành cơ khí giai đoạn tới cần lựa chọn những sản phẩm cơ khí trọng điểm thay vì là một lúc nhiều chủng loại sản phẩm. Hơn 13 năm qua là Trường Hải đầu tư tại Kinh tế Bởi Chu Lai là phát triển rất nhanh. Từ một nhà máy đến nay là hơn 25 nhà máy. Chúng tôi đã và đang bước vào cái chu kỳ đầu tư mới. Bởi vì hơn lúc nào hết chúng ta ý thức được cái vấn đề hội nhập đã cận kề và chúng ta cần phải bước ra ngoài so với thế giới. Thì cần phải đầu tư để nâng cao chất lượng và giảm giá thành và tăng cái tính cạnh tranh. Do vậy mà chúng tôi tiếp tục đầu tư mở rộng khu công nghiệp. Quyết định số 319/QĐ-TTg-2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035
đang được Bộ Công Thương gấp rút triển khai, thực hiện với trọng tâm phát triển phục vụ sản xuất nông nghiệp, ô tô, thiết bị công trình công nghiệp, thiết bị điện và công nghiệp hỗ trợ.